Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thanh Long 47 xin vâng video hội nghị Vương quốc Thái Lan và kỷ niệm 20 năm thành lập hữu nghị hai nước Việt Thái. Lễ hội múa Lâm Vong và hữu nghị hai nước được tổ chức rất long trọng với nhiều danh nhân, nhiều người nổi tiếng. Phần Thanh Long 47 xin đăng video lễ hội Lâm Vong. Mời các bạn xem video. Không quên đăng ký ủng hộ kênh YouTube Thanh Long 47. Còn xin chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Xin thân ái chúc sức khỏe. Tất cả chú ý nghe. Chào cơ quốc ca. Sau đây tôi xin kính mời bà Phan Thị Kim Hầu, Ủy viên Ban chấp hành Hội Việt Thái tỉnh Nghệ An lên điều hành. Rồi làm lại chút nữa anh, còn lại chút nữa. Chúc chào, chào rồi chào.
Kết thúc video lễ hội Lâm Vong của ba nước được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Xin các bạn đăng ký ủng hộ kênh YouTube Thanh Long 47 và xin ban tổ chức nếu có điều gì sơ suất xin được lượng thứ. Thanh Long 47 thân ái chúc sức khỏe và thành công. Xin đa tạ và cảm ơn. Gồm những nội dung chính như sau. Chương trình diễn ra trong 2 ngày.